chương trình chuyển nước bằng tàu hỏa và thất bại của dự án dẫn nước từ Nam ra Bắc. Mời quý vị và các bạn cùng Hải Vân và Khán Trung Quốc tìm hiểu sâu về vấn đề này trong chương trình ngày hôm nay. Dự án dẫn nước từ Nam ra Bắc sử dụng tàu hỏa. Phương pháp mới này thực sự làm đảo lộn nhận thức của mọi người. Một đoàn tàu chở 2.150 tấn nước đi từ Hà Nam về Nội Mông. Việc dùng tàu hỏa để vận chuyển nước liệu có quá tốn kém không? Thực ra, đây là một loại phương pháp mới của dự án dẫn nước từ Nam ra Bắc. Chuyến tàu nhanh này đang vận chuyển nước từ hồ chứa Đan Giang Khẩu, nguồn nước của tuyến trung lộ. Dự án chuyển nước từ Nam ra Bắc đến thành phố Ordos, tức là Ngạc Nhĩ Đà Tư, Nội Mông, với quãng đường 1.530 km. Nghe có vẻ vô lý khi một chiếc tàu đảm nhận nhiệm vụ vận chuyển nước từ dự án chung của dự án chuyển nước từ Nam ra Bắc đã đầu tư hơn 400 tỷ tệ, khoảng hơn 1,3 triệu tỷ đồng. Nhưng sự việc này thực sự đang diễn ra. Đây là dự án Đan Thủy Bắc Vận do tập đoàn nhà nước lớn của Trung Quốc Binh Mẩy Sơn Ma, sau đây gọi tắt là Binh Mẩy thực hiện. Hay bắt đầu từ việc phân bố tài nguyên than đá của Trung Quốc. Khu vực Ordos ở Nội Mông có tài nguyên than đá phong phú, với tổng trữ lượng than đá đạt 253,5 tỷ tấn, chiếm 1/6 tổng trữ lượng cả nước. Trong khi đó, khu vực có nhu cầu than đá lớn nhất Trung Quốc là các vùng kinh tế phát triển ven biển phía Đông và Đông Nam. Trung Quốc thường sử dụng ngoại giao chiến lang trên trường quốc tế hoặc sử dụng thương mại như một vũ khí. Từ cuối năm 2020 đến đầu năm 2023, Trung Quốc đã cấm nhập khẩu than từ Úc. Kết quả là tự mình hại mình. Các tỉnh ven biển phía Đông Trung Quốc đã rơi vào tình trạng thiếu than. Giá than tăng vọt, việc cắt điện luân phiên đã gây tổn thất lớn cho việc sản xuất công nghiệp và đời sống của người dân. Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ than lớn nhất thế giới, là một nền kinh tế lớn, nhưng Trung Quốc gặp khó khăn vì năng lực vận chuyển không đủ. Lượng than vận chuyển từ khu vực phía Tây đến các vùng ven biển phía Đông không thể đáp ứng được nhu cầu. Vì vậy, chính quyền Trung Quốc đã xây dựng các tuyến đường sắt để thực hiện dự án vận chuyển than từ Bắc xuống Nam. Tất nhiên, cách làm này rất ngớ ngẩn vì than từ phía Bắc được vận chuyển bằng tàu hỏa đến phía Nam, hành trình dài hơn 1.800 km, có phải qua trung chuyển nội địa mới đến được các khu vực ven biển, chi phí vận chuyển rất đắt đỏ. Đối với các doanh nghiệp tiêu thụ than, việc mua than từ Úc hoặc Indonesia có thể còn kinh tế hơn. Có người bình luận rằng dự án vận chuyển than từ Bắc xuống Nam về cơ bản là một quyết định mà chỉ những người bị lừa đá vào đầu mới có thể đưa ra. Dưới sự chỉ đạo của tư tưởng nguồn cung than không thể bị người khác khống chế của chính quyền Trung Quốc, việc tự cung cấp than phải được thực hiện. Vì vậy, Trung Quốc đã bắt đầu khai thác tài nguyên than ở Nội Mông với quy mô lớn. Nhiều doanh nghiệp than lớn của nhà nước đã tiến quân vào Nội Mông. Công ty Binh Mẩy cũng không chịu thua kém. Tháng 6 năm 2022, Binh Mẩy quyết định hợp tác với tập đoàn Chiên Doan địa phương, đầu tư 3,5 tỷ tệ để xây dựng giai đoạn 1 của dự án sản xuất 1,5 triệu tấn axit adipic. Dự án chính thức bắt đầu khởi công vào tháng 9. Theo báo cáo nghiên cứu khả thi, lượng nước tiêu thụ hàng năm của dự án này là khoảng 1,65 triệu tấn. Khi dự án đang được triển khai rầm rộ, thiết bị và vật liệu được đặt hàng liên tục, chính quyền địa phương ở Ordos đột nhiên can thiệp. Vào tháng 11 năm 2022, Cục Thủy lợi thành phố Ordos đã ban hành kế hoạch tiết kiệm và kiểm soát nước sâu của thành phố Ordos. Đối với các dự án công nghiệp, họ tăng cường kiểm soát các chỉ số cường độ sử dụng nước và nghiêm ngặt trong việc phê duyệt các dự án xây dựng để lấy nước. Các dự án tiêu thụ nhiều nước như nhiệt điện, thép, hóa dầu và hóa chất bị cấm lấy nước ngầm và tạm dừng phê duyệt các giấy phép lấy nước từ nguồn nước đã quá tải. Có thể nói, Cục Thủy lợi Ordos đã tạo ra một đòn rất mạnh, coi các doanh nghiệp nhà nước đang khai thác than tại địa phương như những cây cỏ để cắt tỉa. Điều này cho thấy, bất kể quy mô doanh nghiệp lớn đến đâu, một khi xây dựng nhà máy tại địa phương thì cũng bị nắm thóp, không thể tự giải quyết được. Tuy nhiên, điều này cũng có thể là do nguồn nước ngầm ở địa phương đã đạt giới hạn hạn chế, không thể chịu đựng nổi. Khu vực xung quanh Ordos đều là sa mạc, không có sông chảy qua, khiến cho nước là một tài nguyên khan hiếm. Trước đây, nhiều dự án công nghiệp đã sử dụng nước ngầm để phục vụ sản xuất. Ở phía Bắc Trung Quốc, sông Hoàng Hà có hình dạng giống như chữ N viết thường. Thật không may cho Ordos, nó nằm ở phần giữa chữ N. Đối với việc phân bổ và sử dụng tài nguyên nước, sông Hoàng Hà thực hiện quản lý tổng lượng. Các địa phương chỉ có thể nộp đơn xin phân bổ dựa trên tổng lượng nước. Lưu vực sông Hoàng Hà cũng là nơi đầu tiên ở Trung Quốc thí điểm giao dịch quyền sử dụng nước. Để khai thác nước trực tiếp từ nước mặt hoặc nước dưới lòng đất trong lưu vực, cần phải nộp phí tài nguyên cho các cơ sở quản lý liên quan. Đối với dự án hóa chất của Binh Mẩy, nước từ sông Hoàng Hà quá xa, quá đắt đỏ và không đảm bảo về chất lượng và số lượng. Không có nước thì không thể sản xuất. Nhà máy đã đầu tư một lượng vốn khổng lồ, nếu dừng lại thì tổn thất sẽ rất lớn. Các nhà lãnh đạo của Binh Mẩy sẽ không thể giải thích điều này với Ủy ban Quản lý và Giám sát Tài sản Nhà nước của tỉnh Hà Nam và họ sẽ không thể hoàn thành được các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động. Là những nhà lãnh đạo có kinh nghiệm của một tập đoàn nhà nước lớn, họ đã nhờ đến sự giúp đỡ của những người bạn chính trị,
họ đã tiếp cận các nhà lãnh đạo chịu trách nhiệm của các tỉnh Hà Nam và Nội Mông, các quan chức từ các bộ ngành khác nhau tại Bắc Kinh và các nhà lãnh đạo tại Ordos. Mặc dù đã tổ chức nhiều bữa tiệc với rượu Mao Đài và gửi đi nhiều phong bì đỏ, sau hơn 6 tháng nỗ lực, vấn đề cung cấp nước cho dự án vẫn chưa được giải quyết. Trong thời gian này, mặc dù việc xây dựng nhà máy tiến triển thuận lợi, các nhà lãnh đạo của Bình Mẩy không cảm thấy an tâm. Đúng lúc các lãnh đạo của Bình Mẩy đang bế tắc, một cố vấn đã đưa ra kế sách dùng tàu hỏa để chở nước, than từ Ordos, được vận chuyển bằng tàu hỏa theo dự án vận chuyển than từ Bắc xuống Nam đến Giang Tây, và phần lớn tàu hỏa thường trở về không. Sử dụng tàu hỏa trở về để chở nước không chỉ có thể giải quyết nhu cầu nước cho sản xuất của nhà máy, mà còn có thể bán nước dư thừa cho các khu vực dọc theo tuyến đường để kiếm tiền. Một lời nói như đánh thức người trong mộng, Tổng Bí thư và Chủ tịch của Tập đoàn Bình Mẩy, Lý Mao, suy nghĩ trong một khoảnh khắc trước khi quyết định mạnh mẽ, hãy làm đi, và vì thế dự án Bình Mẩy ra đời. Phong cách làm việc của các lãnh đạo Bình Mẩy thực sự rất quyết đoán và nhanh chóng, nói làm là làm. Ngày 9 tháng 6 năm 2023, Tập đoàn Bình Mẩy đã ký các dự án dẫn nước từ hồ chứa Đan Giang Khẩu lên phía Bắc, hợp tác với huyện Tây Xuyên, nơi có hồ chứa Đan Giang Khẩu. Theo Tập đoàn Bình Mẩy, dự án bao gồm xây dựng hệ thống khai thác, vận chuyển, xử lý và bán nước công suất 10 triệu tấn trên năm. Địa điểm xây dựng phân bố tại các địa phương như huyện Tây Xuyên, Vận Thành, Lâm Phần, Diên An, Ngọc Lâm, Ordos, Hầu Hót và các nơi khác. Sản phẩm chính là nước uống trực tiếp và thời gian xây dựng khoảng 2 năm. Chiều ngày 12 tháng 7 năm 2023, các lãnh đạo liên quan của Tập đoàn Bình Mẩy đã đến Viện Thiết kế Đô thị Trịnh Châu để trao đổi và thảo luận. Hai bên đều đánh giá cao dự án dẫn nước từ hồ chứa Đan Giang Khẩu lên phía Bắc và đã thảo luận chi tiết về các khâu lấy nước, vận chuyển, truyền tải, bóc dỡ, lưu trữ và phân phối nước và xử lý nước tại các điểm cuối. Ở Trung Quốc, khi một dự án được quyết định bởi lãnh đạo, báo cáo khả thi luôn kết luận rằng kỹ thuật khả thi và kinh tế hợp lý. Kết luận của báo cáo đánh giá tác động môi trường chắc chắn sẽ là môi trường và xã hội có thể chịu đựng được. Sau cuộc họp, lãnh đạo của Viện Thiết kế Đô thị Trịnh Châu đã ngay lập tức bày tỏ sự ủng hộ. Tập đoàn Bình Mẩy đã giao cho Viện việc thực hiện ngay việc khảo sát khả thi. Viện Thiết kế Đô thị Trịnh Châu cũng nói làm là làm. Chiều hôm đó, một nhóm dự án gồm hơn 20 người đã được thành lập. Đến ngày 11 tháng 8, báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án đã được nộp. Ngày 22 tháng 8, báo cáo đã được phê duyệt thành công. Một dự án lớn như vậy mà báo cáo nghiên cứu khả thi hoàn thành và phê duyệt chỉ trong vòng 40 ngày, tốc độ và hiệu quả thực sự ấn tượng. Đúng là ở Trung Quốc, mọi kỳ tích đều có thể xảy ra. Ông Từ Tân Nghi, người từng là giám đốc bộ phận quy hoạch và quản lý thiết kế chuyển nước từ Nam ra Bắc và từng là chủ tịch Viện Nghiên cứu Khoa học Nước tại Đại học Sư phạm Bắc Kinh, nhận xét rằng việc sử dụng các toa tàu trở về rỗng để chở nước không chỉ tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên mà còn có thể giảm bớt tình trạng khan hiếm nước uống của người dân ở khu vực nhận nước. Sáng ngày 5 tháng 12 năm 2023, theo lệnh xuất phát của Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Bình Mẩy, ông Giang Tuấn Phú, đoàn tàu container chở 2.150 tấn nước từ đập Đan Giang Khẩu đã hú còi khởi hành, chạy dọc theo tuyến đường Hạo Cát về phía Bắc, hướng tới thành phố Ordos. Khu tự trị Nội Mông Cổ đánh dấu dự án dẫn nước từ hồ chứa Đan Giang Khẩu lên phía Bắc bắt đầu đi vào hoạt động. Đoàn tàu này chạy khoảng 1.530 km và sẽ đến thành phố Ordos sau 3 ngày. Không chỉ các chuyên gia đã ủng hộ dự án mà nhiều phương tiện truyền thông cũng ca ngợi. Các bài báo chí cho biết, dự án không chỉ nâng cao đáng kể chất lượng cuộc sống của người dân dọc theo tuyến đường mà còn thúc đẩy sự phát triển kinh tế địa phương. Điểm sáng của dự án này là phương thức vận chuyển thuận tiện. Biện pháp sáng tạo này đã thể hiện trí tuệ và sức mạnh của Trung Quốc trong việc sử dụng và điều phối tài nguyên. Những lời khen ngợi như vậy đã khiến người ta không khỏi bật cười. Mặc dù không thể tra cứu được báo cáo nghiên cứu khả thi và các chỉ số kinh tế của dự án dẫn nước từ hồ chứa Đan Giang Khẩu lên phía Bắc, nhưng sự tồn tại của dự án này chắc chắn đã tát một cái mạnh mẽ vào dự án tuyến giữa của công trình điều nước từ Nam ra Bắc mà Trung Quốc luôn khoe khoang là dự án sinh thái và dân sinh vĩ đại. Nó đặt ra hai vấn đề chính. 1. Lượng cung cấp nước của tuyến giữa của dự án chuyển nước từ Nam ra Bắc không đủ. 2. Chi phí điều nước của dự án này có thể còn đắt hơn cả việc dùng tàu hỏa để chở nước. Điều này đặt ra câu hỏi, tại sao đầu tư 55 tỷ đô la vào tuyến giữa của dự án chuyển nước từ Nam ra Bắc khi phương pháp vận chuyển bằng tàu có thể được áp dụng ngay từ đầu? Ngoài ra, chất lượng nước vận chuyển có thể không đáp ứng được tiêu chuẩn yêu cầu. Dự án chuyển nước từ Nam ra Bắc được xem là dự án nước qua lưu vực lớn nhất trong lịch sử nhân loại, có tổng vốn đầu tư vượt quá 77 tỷ đô la. Dự án này được chia thành 3 tuyến, tuyến Đông, tuyến giữa và tuyến Tây. Tuy nhiên, chúng tôi tập trung chủ yếu vào tuyến giữa của dự án. Tuyến giữa chuyển nước từ hồ Đan Giang Khẩu nằm trên thượng nguồn sông Hán, một nhánh của sông Dương Tử, qua các kênh dẫn nước chuyên dụng, sử dụng phương pháp tự chảy, cung cấp nước dọc theo tuyến đường và cuối cùng đến Bắc Kinh và Thiên Tân. Kênh chính của dự án tuyến giữa dài 1.246 km. Theo quy hoạch quản lý cung cấp và sử dụng nước của dự án điều tiết nước từ Nam ra Bắc, lưu nước điều chỉnh trung bình hàng năm của tuyến giữa là 9,5 tỷ mét khối.
Đến cuối tháng 4 năm 2014, tổng vốn đầu tư cho giai đoạn đầu tư qua dự án tuyến giữa đạt 28,7 tỷ đô la, chưa kể đến các khoản đầu tư tiếp theo. Do công trình này vẫn tiếp tục xây dựng và bảo trì, số tiền đầu tư vẫn đang tăng lên, bao gồm các hạng mục như công trình chính, cơ sở hạ tầng hỗ trợ và các biện pháp bảo vệ môi trường. Số tiền thực sự đã đầu tư vào dự án điều tiết nước từ Nam ra Bắc sẽ luôn là một bí ẩn đối với người dân bình thường. Chi phí đơn vị của nước được điều chuyển đến Bắc Kinh cũng không thể tính toán được. Việc binh mẩy vận chuyển nước từ Nam ra Bắc bằng tàu có nghĩa là có một con đường thuận tiện hơn. Tuyến giữa của dự án chuyển nước từ Nam ra Bắc đi qua Thạch Gia Trang thuộc tỉnh Hà Bắc và từ Thạch Gia Trang cũng có tuyến đường sắt đến Ở Đâu. So sánh mạng lưới đường sắt Trung Quốc với bản đồ của tuyến giữa của dự án chuyển nước từ Nam ra Bắc, việc tải nước từ Thạch Gia Trang có thể tiết kiệm ít nhất một nửa quãng đường sắt. Tuy nhiên, các nhà lãnh đạo của binh mẩy không dám áp dụng phương pháp này. Theo mạng lưới khoa học và công nghệ Trung Quốc, đến ngày 12 tháng 6 năm nay, giai đoạn đầu tiên của tuyến giữa dự án chuyển nước từ Nam ra Bắc đã bắt đầu cung cấp nước toàn diện. Vào tháng 12 năm 2014, lượng nước điều chuyển đến Bắc Kinh đã đạt 10 tỷ mét khối. Theo trang web chính thức của chính phủ Trung Quốc, đến ngày 4 tháng 6 năm nay, tuyến giữa dự án chuyển nước từ Nam ra Bắc đã chuyển hơn 65 tỷ mét khối nước tích lũy, tương đương với lượng nước điều chuyển trung bình hàng năm là 6,8 tỷ mét khối, chỉ đạt 70% so với thiết kế ban đầu. Theo báo cáo tài nguyên nước năm 2023 do Cục Thủy lợi Bắc Kinh công bố, tổng lượng tài nguyên nước của Bắc Kinh năm 2023 là 4 tỷ mét khối, với dân số thường trú trung bình hàng năm là 21 triệu người. Lượng tài nguyên nước bình quân đầu người là 190 mét khối và lượng sử dụng nước tổng hợp bình quân đầu người là 186 mét khối, thấp hơn nhiều so với mức trung bình toàn quốc là 419 mét khối. Điều này cho thấy tài nguyên nước ở Bắc Kinh rất khan hiếm. Bắc Kinh là thủ đô của Trung Quốc, là nơi cư trú của nhiều quan chức cấp cao và nhân vật đáng chú ý. Bắc Kinh đã thiếu nước như vậy, nếu lấy nước từ Thạch Gia Trang để vận chuyển đến Ở Đâu, điều này chắc chắn đồng nghĩa với việc tranh giành nước với các quan chức ở Bắc Kinh, điều mà các lãnh đạo của binh mẩy không dám làm. Điều này cũng trái ngược với mục đích ban đầu của việc xây dựng dự án tuyến giữa, công trình điều nước từ Nam ra Bắc. Đừng nhìn bề ngoài mà nghĩ rằng chính quyền Trung Quốc nói dự án tuyến giữa có ý nghĩa lớn lao như thế nào và là một dự án dân sinh. Thực tế mục đích chính chỉ là cung cấp nước cho thủ đô Bắc Kinh và để thể hiện công lao vĩ đại của lãnh đạo đương nhiệm của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Do dự án đảm nhiệm nhiệm vụ cung cấp nước cho thủ đô Bắc Kinh, việc đảm bảo lượng nước và chất lượng nước luôn là mục tiêu cao nhất của dự án tuyến giữa, công trình điều nước từ Nam ra Bắc. Ngày 13 tháng 5 năm 2021, Tập Cận Bình đã thị sát công trình đầu mối kênh Đào Xoa có dự án điều nước từ Nam ra Bắc và sau đó tham quan đập đan Giang Khẩu bằng thuyền. Tập Cận Bình chỉ thị rằng dự án điều nước từ Nam ra Bắc là cơ sở hạ tầng chiến lược quan trọng, cần phải từ độ cao chính trị để bảo vệ tuyến sinh mệnh, duy trì an toàn cho công trình, an toàn cung cấp nước và an toàn chất lượng nước của dự án. Từ ngày đó, dự án trở thành một nhiệm vụ chính trị ưu tiên hàng đầu. Nếu lượng nước cung cấp không đủ, có thể giảm bớt lượng nước cho các khu vực khác dọc tuyến, ưu tiên cung cấp nước cho Bắc Kinh. Tuy nhiên, việc đảm bảo an toàn chất lượng nước của dự án điều nước từ Nam ra Bắc thực sự không dễ dàng. Tiến sĩ Vương Vĩ Lạc, một chuyên gia nổi tiếng về công trình thủy lợi, đã viết rằng, sau khi kênh chính thức của dự án điều nước từ Nam ra Bắc đi vào lưu vực sông Hải Hà, nó cơ bản song song với tuyến đường sắt Kinh Quảng từ Nam ra Bắc về phía Bắc Kinh. Kênh dẫn nước ở phía Tây là núi Thái Hành, địa hình cao và phần lớn các đập hồ chứa của lưu vực sông Hải Hà đều phân bố ở phía Tây của kênh dẫn nước. Phía đông của kênh dẫn nước là đồng bằng Hoa Bắc, địa hình thấp, các con sông đều chảy từ Tây sang Đông. Tuyến giữa của dự án chuyển nước từ Nam ra Bắc chạy từ Nam ra Bắc, giao cắt hầu như vuông góc với các sông tự nhiên chảy từ Tây sang Đông. Nhiều dự án kỹ thuật này áp dụng tiêu chuẩn lũ 20 năm cho công tác phòng lũ. Khi lũ vượt quá tiêu chuẩn này, nước lũ sẽ từ các sông tự nhiên sẽ tràn qua bờ sông và vượt quá đê chặn của kênh chính tràn vào kênh. Việc ngăn chặn điều này là rất quan trọng để duy trì chất lượng nước của dự án. Tại sao lại cấm nước lũ từ các con sông tự nhiên tràn vào kênh chính của dự án điều nước từ Nam ra Bắc? Đó là vì các con sông ở Trung Quốc, đặc biệt là lưu vực sông Hải Hà, bị ô nhiễm rất nghiêm trọng. Những dòng nước ô nhiễm này không được phép vào kênh chính của dự án điều nước từ Nam ra Bắc để không ảnh hưởng đến việc chất lượng nước cung cấp và sức khỏe của các quan chức ở Bắc Kinh. Ở phía tây của kênh chính dự án điều nước từ Nam ra Bắc, các lưu vực sông Hoài Hà và Hải Hà có hơn 2.000 đập hồ chứa. Phần lớn các đập này đã sử dụng quá thời hạn 50 năm, vượt quá tuổi thọ trung bình. Khi mưa lớn và lũ lụt xảy ra, các đập này rất khó có thể đảm bảo an toàn và có thể bị vỡ. Nếu lũ lụt từ các vùng núi phía tây chảy ồ ạt về phía đông và gặp phải các kênh bê tông và thép của dự án điều nước từ Nam ra Bắc, chạy từ Nam ra Bắc không thể mong đợi rằng nước lũ có thể vượt qua những ống xả mà không bị cản trở. Lượng lớn vật liệu được cuốn theo nước lũ có thể làm tắc nghẽn những ống xả này. Mặt cắt của lòng sông, đê sông và kênh chính có thể đảm bảo cho lượng nước lũ lụt như vậy chảy qua một cách thuận lợi không? Câu trả lời là không. Kênh chính của dự án điều nước từ Nam ra Bắc sẽ trở thành một bức tường cao cản lũ, khiến mực nước lũ dâng cao và đe dọa an toàn sinh mạng của hàng chục triệu người dân.
Thật đáng buồn, các lãnh đạo Trung Quốc chỉ nhìn thấy những thành tựu vĩ đại mà hoàn toàn bỏ qua sự an toàn của người dân trong quá trình ra quyết định. Tiến sĩ Vương Vĩ Lạc đã phân tích tác động của kênh chính của dự án điều nước từ Nam ra Bắc đối với công tác phòng chống lũ lụt, lấy ví dụ từ trận lũ lụt nghiêm trọng ngày 20 tháng 7 năm 2021 tại Trịnh Châu, Hà Nam. Theo dữ liệu chính thức, trận mưa lớn này đã khiến gần 400 người chết hoặc mất tích, ảnh hưởng đến hơn 14 triệu người và gây thiệt hại kinh tế trực tiếp lên tới 120 tỷ tệ, khoảng 16,5 tỷ đô la. Tiến sĩ Vương Vĩ Lạc chỉ ra rằng, việc đảm bảo an toàn vận hành của kênh chính dự án điều nước từ Nam ra Bắc và ngăn chặn lũ lụt bị ô nhiễm ở Trịnh Châu, Hà Nam, không xâm nhập vào kênh chính là ưu tiên hàng đầu của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Quốc vụ viện, Ủy ban Đảng tỉnh Hà Nam, chính quyền tỉnh Hà Nam, Ủy ban Đảng thành phố Trịnh Châu và chính quyền thành phố Trịnh Châu, đặc biệt là các binh sĩ của Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc tham gia cứu trợ. Các biện pháp phòng chống thiên tai này đã dẫn đến việc cứu trợ trong thành phố Trịnh Châu không hiệu quả và chậm trễ. Ngoài ra, kênh chính của dự án điều nước từ Nam ra Bắc tại Trịnh Châu đã xả lượng nước thừa, làm tăng thêm lượng nước lũ trong các con sông chính của thành phố, vượt qua khả năng tiếp nhận của sông Giả Lộ, khiến mực nước sông dâng cao và làm nước tràn ra đường phố và các khu vực thành thị, làm trầm trọng thêm thiệt hại của Trịnh Châu. Trong trận lũ lụt năm 2023 tại khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc, để giảm bớt mối đe dọa đối với công trình kênh ngầm Bắc Cường Mã Hà thuộc dự án điều nước từ Nam ra Bắc, chính quyền địa phương đã tăng lưu lượng nước lũ của sông Bắc Cường Mã Hà, làm tăng phạm vi và độ sâu ngập lụt ở các khu vực hạ lưu như Trác Châu, gây thiệt hại nặng nề cho tài sản của người dân. Theo quan điểm của chính phủ Trung Quốc, nhiều nguy cơ tại các điểm giao của kênh sông và các vấn đề tràn nước trong các tòa nhà phát sinh do các dự án hồ chứa và đập thượng nguồn không kiểm soát được dòng chảy, các con sông tự nhiên thiếu khả năng chứa đủ nước và các đê hai bên kênh không đủ cao. Về cơ bản, quy mô của dự án chuyển nước từ Nam ra Bắc, tuyến giữa vẫn còn quá nhỏ và cần được mở rộng. Vào ngày 24 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 đã thông qua đề xuất của Hội đồng Nhà nước để phát hành thêm 1.000 tỷ tệ trái phiếu đặc biệt để hỗ trợ tái thiết sau thảm họa và nâng cao khả năng phòng chống thiên tai. Điều này thực chất là lợi dụng danh nghĩa tái thiết sau thảm họa để tăng cường đầu tư tiếp cho dự án điều nước từ Nam ra Bắc. 1.000 tỷ tệ trái phiếu đặc biệt này dùng để làm gì, sử dụng như thế nào, không cần thông qua chứng minh tính khả thi, cũng không cần người dân biết rõ và tham gia thảo luận. Theo lý thuyết, việc xử lý tác động của nước lũ lụt từ dự án điều nước từ Nam ra Bắc nên là vấn đề được xem xét trong giai đoạn nghiên cứu khả thi của dự án, tức là vấn đề cần phải xem xét trước khi quyết định xây dựng. Khi dự án điều nước từ Nam ra Bắc hoàn thành, vấn đề này đáng lẽ ra phải được giải quyết. Thực tế cho thấy, dự án điều nước từ Nam ra Bắc tuyến giữa đã gây ra ảnh hưởng lũ lụt ở khu vực Bắc Kinh, Thiên Tân và Hà Bắc vào năm 2023 và gây ảnh hưởng rõ ràng là tiêu cực và khá lớn, trở thành vấn đề mà Tập Cận Bình và Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc phải đặc biệt chú ý. Do đó, cần phải thiết lập sử dụng một phần trong số 1.000 tỷ trái phiếu đặc biệt để giải quyết vấn đề này. Chính phủ Trung Quốc không dám tiết lộ vấn đề này với người dân, cũng không dám công khai chi tiết về việc sử dụng số tiền trái phiếu đặc biệt khổng lồ này và việc gì, và kỳ vọng đạt được hiệu quả gì. Họ không dám công khai chi tiết vì sợ rằng sẽ phải chịu trách nhiệm về sau. Tuyến giữa của dự án điều nước từ Nam ra Bắc với khoản đầu tư khổng lồ được kỳ vọng là chứng minh cho thành tựu chinh phục thiên nhiên của Đảng Cộng sản Trung Quốc lại trở thành một cái bẫy đầy nguy hiểm và gây ra nhiều hậu quả tiêu cực. Trong tình hình này, việc sử dụng tàu hỏa để vận chuyển nước có lẽ lại là giải pháp đơn giản và hiệu quả hơn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Những góp ý của quý vị sẽ giúp chúng tôi hoàn thiện mỗi ngày. Và các bạn cũng đừng quên theo dõi Khán Trung Quốc trên hai nền tảng YouTube và Kênh Chính World. Hải Vân và Khán Trung Quốc xin chân thành cảm ơn và hẹn gặp lại.